Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1861 Tuy là này một đóa thâm viên chi hỏa bị bao khỏa một vẻ, nhưng Tần Trần hay là cảm thụ được trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lập tức, Tần Trần thì nhìn về phía cách đó không xa ngục long đại đế, thuận tay vừa nhất, một tiếng vang ầm ầm, một cổ khủng bố lôi đình chi lực nháy mắt quét sạch ra, thoáng cái bọc lại ngục long đại đế. Sau một khắc, bao phủ lại ngục long đại đế thâm viên chi hỏa giống như dưới ánh nắng chói chang tuyết trắng mênh mang nháy mắt tan rã hầu như không còn ầm uhm. trong khoảnh khắc toàn bộ thâm viên tế đàn bốn phía thâm viên chi hỏa trở nên hết sạch không thấy tung tích ngục long đại đế trên thân đau nhức biến mất hắn kinh hãi nhìn một màn này sững sờ sau vội vàng trước tiên đi tới tầng trần trước người cung kính hành lễ ngục long gặp qua trần thiếu lúc này hắn đối tần trần là triệt để tâm phục khẩu phục trong lòng chấn động không gì sánh nổi đây chính là thâm nguyên chi hỏa a lúc trước hắn bị thâm nguyên chi hỏa bao phủ căn bản vô lực ngăn cản cả người bản nguyên tựu như cùng chảo dầu thiêu đốt căn bản không áp chế được nhưng tại tần trần phất tay dưới trên người mình thâm nguyên chi hỏa dĩ nhiên cũng nháy mắt biến mất hầu như không còn đây quả thực là thái quá tần trần trước người ngục long đại đế đầu rủ xuống cung kính giống như lão nô trong lòng lại không nửa điểm ý kinh thị. Trước đó, hắn xưng hô Tần Trần vì Trần Thiếu, chỉ là bởi vì U Minh Đại Đế nhắc nhở, nhưng bây giờ, là chân chính kính sợ. Từng. Tần Trần gật đầu, mắt nhìn Ngục Long Đại Đế, chỉ thấy Ngục Long Đại Đế cả người vết thương chồng chất, trăm triệu năm trấn áp, làm cho trên người hắn long lân vỏ vụn, khắp nơi đều thấy vết thương. Trong một ít vết thương địa phương, xương trắng ơn ẩn, thậm chí có thể thấy trong nội tạng, ở đó tàn khốc vết thương chỗ, thậm chí còn có từng tia thâm viên chi lực tản mát ra. Ngươi thương không có sao chứ? Tẩn trần khẽ nhíu mày. Có thể thấy được, ngục long đại đế tuy là theo trong tế đàn sống sót mà đi ra ngoài, nhưng mà thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng, một thân thực lực sợ là cũng bị ảnh hưởng lớn. Ngục long đại đế vội vàng nói, trần thiếu, ta thương thế không ngại, có thể còn sống theo thâm viên trong tế đàn thoát thân, tại hạ đã cảm kích vạn phần. Còn thương thế này, chỉ cần cho tại hạ đủ thời gian, tại hạ nhất định có thể chữa khỏi, đa tạ Trần thiếu quan tâm." Ngục Long đại đế thận trọng nói. U Minh đại đế không nhịn được nói, "Ngu ngốc, ngươi thương thế này là bị thâm nguyên chỉ lực bị nhiễm, chờ ngươi bản thân khỏi hẳn, phải đợi tới khi nào?" Nói hắn trực tiếp đi tới Ngục Long đại đế bên cạnh, nói với hắn, "Còn không mau cầu Tần Trần tiểu tử giúp ngươi?" "À, ngục long đại đế sửng sốt u minh đại đế một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ ngươi còn chưa hiểu tần trần tiểu tử nói như vậy chính là dụng tâm giúp ngươi ngươi còn không mau cảm ơn lại nói ngươi thương thế có khỏe hay không không sao cả vạn nhất phía sau gặp phải chiến đấu ngươi kéo bệnh thân làm sao thay tần trần tiểu tử cút cung tận tụy tử nhi hậu dĩ tần trần tiểu tử cứu ngươi là bởi vì ngươi còn có tác dụng ngươi cũng là ti tính lâu năm đại đế điểm nhân tình thế cố còn cần ta dạy ngươi nói u minh đại đế nhìn về phía tần trần cưỡng một vẻ cười nói tần trần tiểu tử ngươi nói đi ngục long đại đế tần trần ý là ý tứ này làm sao từ nơi này u minh đại đế miệng bên trong nói ra khó nghe như vậy chứ ma lệ ngươi đi giúp hắn một chút đi tần trần chuyển thân hướng về phía ma lệ nói ma lệ khóe mắt giật giật xuống mẹ chỗ tốt không có mình làm việc đều chính mình tới trong lòng rơi đáy cốc một vẻ ma lệ đã đi tới ngục long đại đế trước người chỉ thấy tay phải hắn lộ ra trực tiếp ấn tại ngục long đại đế thân hình khổng lồ trên vù vù chỉ thấy ngục long đại đế trong thân thể bị xâm lấn thâm viên chi lực lại là cấp cốc sôi trào từng luồng thâm viên chi lực theo ngục long đại đế trong cơ thể chậm rãi tản mát ra những này thâm viên khí tức cấp tốc hóa thành dòng nước nhỏ hội thành dòng suối nhỏ sau cùng giống như đại dương trong nháy mắt đều tiến vào ma lệ trong thân thể ầm uhm. ma lệ trên thân dũng động đáng sợ thâm viên chỉ lực hắn nhắm mắt lại nháy mắt phát ra một đạo thoải mái tiến trên rỉ có thể lưu lại ngục long đại đế trong cơ thể nhiều năm như vậy thâm viên khí tức bọn họ đều là ngoan cố lưu lại lực đối ma lệ mà nói chắc chắn đều là đại bổ phẩm một bên hắc liên thánh sứ thấy thế không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi tuy là nàng cũng là thâm viên tộc nhân nhưng là không phải là cái gì thâm viên chi lực đều có thể thôn phệ có thể tùy ý như vậy luyện hóa cùng thôn phệ thâm viên chỉ lực không hổ là hoàng tộc đại nhân mất đi thâm nguyên chỉ lực ô nhiễm ngục long đại đế chỉ cảm thấy cả người một trận ung dung tựa như một tòa đè ở trên người núi lớn bị dọn đi vậy nguyên bản tử khí trầm lặng sẽ xuống mồ khí tức lại là trong nháy mắt tăng vọt như lấy được sống lại một dạng đồng thời hắn vết thương trên người lại là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tu phục lên ha ha ngục long đại đế mừng như điên không thôi lúc đầu hắn đến cho là mình tuy là được cứu chỉ nếu muốn khôi phục thực lực không có một một cái kỷ nguyên gần như không có khả năng ai biết chỉ trong chốc lát thương thế hắn đã khôi phục thất thất bát bát đa tạ trần thiếu xuất thủ tương trợ ta ngục long cái mạng này là trần thiếu cho sau này trần thiếu nếu có gì cần ta ngục long làm một mực mở miệng ta ngục long bất chấp gian nguy không chối từ ngục long đại đế vội vàng quỳ một chân trên đất thần tình kích động không thôi một bên nguyên bản còn có chút kinh hỷ ma lệ vẽ mặt lại là nháy mắt khó coi xuống mẹ tổn thương bản thân mình trị liệu chỗ tốt cũng là tiểu tử kia làm người thật sự là quá khó khăn Ma lệ tiểu tử, ngươi đã biết đủ đi, không có tầng trần, ngươi như thế nào lại có hôm nay? Lại nói, ngươi lúc trước thu nhận những thứ kia thâm nguyên chi lực, coi như là tu bổ một cái, ngươi được chỗ tốt, hắn đến lợi ích thực tế, song doanh. Lúc này, la hầu ma tổ thanh âm tại ma lệ trong đầu nháy mắt vang vọng. Ân cần chỉ bảo. Hừ, không có tiểu tử kia, bản đế chẳng lẽ tự không đạt được những chỗ tốt này ma lệ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn cũng chỉ là nói một chút, nội tâm cũng là rất rõ ràng, không có tần trần, hắn sợ là liền này vạn đạo phong tỏa trận đều vào không được. Tần trần tiểu tử, chúng ta bây giờ là nên rời đi nơi này chứ? U Minh Đại Đế vội vàng nói. Không vội. Tần trần ánh mắt nhìn về phía phía dưới thâm uyên thông đạo, ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm nói, ngươi nói, này thâm uyên thông đạo sau thâm tuyên thế giới, là dạng gì đây? Ngươi muốn làm cái gì? U Minh Đại Đế trong lòng cả kinh, ngươi ngàn vạn lần không thể lỗ mãn, thâm nguyên thế giới, nghe đồn là một cái không có bất kỳ tức giận địa phương, vũ trụ hải người một khi xông vào trong, liền sẽ bị vô tận thâm nguyên chỉ lực lôi kéo đi vào, trở thành cái xác không hồn, vĩnh viễn không mặt trời. Thật sao? Tần Trần nhàn nhạt nói, vậy vì sao Minh Nguyệt Nữ Đế có thể đi vào trong? Nghe Hắc Liên Thánh Sứ nói, Minh giới cũng có cao thủ khác đã từng xông vào thâm viên thế giới, cố gắng giải cứu Minh Nguyệt nữ đế đây. Chuyện này. U Minh đại đế sửng sốt, nghẹn lời nói, thâm viên có thể xông vào ta vũ trụ hải, ta vũ trụ hải cường giả tự nhiên cũng có thể đi vào trong, chỉ cần đạt đến thực lực nhất định, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc sẽ được thâm viên chi lực triệt để ăn mòn, chỉ bất quá ngươi hôm nay. Tần Trần không đợi U Minh Đại Đế nói hết lời, trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngục long đại đế ngục long này thâm uyên thông đạo có thể để cho thâm uyên tộc nhân đi vào minh giới có hay không có thể để cho ta mình giới người đi thâm uyên thế giới đây ngục long sững sờ liền về nói trần thiếu hẳn là không thành vấn đề đi thuộc hạ từng gặp có thâm uyên tộc nhân từ nơi này thâm uyên thông đạo sau khi ra ngoài lại trở về cái lối đi này hẳn là đôi hướng đôi hướng Tần Trần ánh mắt tức khắc lóe lên. Tần Trần tiểu tử, ngươi tuyệt đối không nên lỗ mãn, ngươi hãy nghe ta nói. U Minh Đại Đế vội vàng mở miệng. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, quanh một tiếng, Tần Trần một đạo thần niệm lực dĩ nhiên theo trong thân thể hắn bay đi ra, tiến vào thâm viên trong thông đạo. Ngươi! U Minh Đại Đế biến sắc. Thâm viên! Ma lệ tâm trạng khẽ động, ánh mắt lóe lên, đồng thời hắn một luồng thần niệm đồng dạng bay ra, đi vào thâm nguyên thông đạo. ầm, uhm. Vừa tiến vào thâm nguyên thông đạo, tầng trần đạo này thần niệm tức khắc bị một cổ khủng bố lực thôn vệ nháy mắt kịch liệt lôi xé, thiếu chút nữa tại chỗ nát bấy ra. Bất quá cũng may tầng trần thần niệm trong, dung hợp một ít thâm nguyên chi lực, này mới khiến linh hồn hắn bảo trì hoàn hảo, chưa từng tại chỗ vỡ nát. Cũng không biết qua bao lâu, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là vĩnh hằng, vù vù tầng trần đạo này thần niệm trước mặt sáng tỏ thông suốt âm u khắp chốn thâm thúy thiên địa bỗng nhiên hiện ra tại tầng trần trước mặt đây chính là thâm nguyên thế giới đây là mảnh nhỏ cực âm ám băng lãnh thiên địa giống như cô tịch vũ trụ tinh không đó là một loại không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại vắng lặng như muốn đem người linh hồn đông lại vậy để cho người ta vĩnh viễn trầm luân vĩnh cửu hãm hắc ám so với minh giới âm lãnh này thâm nguyên thế giới càng thêm cô tịch lạnh lùng, hỗn loạn, hắc ám, đó là một loại nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng tuyệt vọng. Cùng cuộn thiên địa trong, từng đạo khủng bố thâm nguyên khí tức dũng động, tại tầng trần đạo này thần niệm lực sau khi xuất hiện, nháy mắt cảm nhận đến hắn tồn tại, giống như ngửi được huyết tinh cá mập một dạng, tại phát hiện ngoại tộc tồn tại sau cấp tốc dũng động tới, điên cuồng nghiền ép một vẻ tầng trần thần niệm. Đúng lúc này, vù vù một tiếng, Ma lệ thần niệm bỗng nhiên xuất hiện tại tầng trần bên cạnh thân. Những thứ kia đang điên cuồng loại trừ tầng trần thần niệm thâm viên chi lực, làm như cảm thụ được cái gì khiến chúng nó hưng phấn tồn tại một dạng. Trong nháy mắt sôi trào, lại là vứt bỏ trấn áp tầng trần, mà là điên cuồng dũng mãnh vào đến ma lệ thần niệm trong. ầm! Uhm. Ma lệ thần niệm dùng một cái tốc độ kinh người, lại là cấp tốc tăng lên. Hả? Đúng lúc này. Mảnh này yên lặng hư không vô tận rất xa chỗ sâu, làm như có từng đạo nhân vật đáng sợ cảm ứng được nơi này biến hóa, từng đạo để cho người ta rợn cả tóc gáy khí tức, cấp tốc lan ra hướng nơi này. Những khí tức này chưa đến, tầng trần trong đầu liền hiện ra mạnh mẽ báo động. Là thâm nguyên trong cường giả. Tầng trần mặt hơi biến sắc. Bọn hắn bây giờ, vẫn không thể bị thâm nguyên cường giả phát hiện, bằng không nói liền phiền toái. Nghĩ vậy, tần trần thẳng nhìn về phía ma lệ trầm giọng nói ma lệ chúng ta lui Ta. ma lệ đang ở tại kinh hỷ cùng khiếp sợ trong nghe được tần trần nói thần sắc tức khắc ngẩn ra có thể nhìn đến tần trần ánh mắt sau hắn lúc này không dám bác bỏ vội vàng đem bản thân đạo thần niệm cho chợt chấn vỡ ầm uhm. trong sát na này ma lệ một đạo thần niệm bắt đầu cấp tốc sụp đổ muốn tiêu tán mảnh thế giới này mà đúng lúc này Ô ô ô. Tại đây cách đó không xa trong hư không tối tăm, một đạo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cấp tốc tiếp cận tầng trần cùng ma lệ chỗ. Là ai, lại dám xông vào nơi đây? Này một đạo hư ảnh, hiển nhiên vốn là phục kích ở phụ cận đây, lúc này cảm nhận đến nơi này tiếng động, trước tiên liền chạy tới nơi này, khi nhìn đến nơi xa tầng trần thần niệm sau, này một tên thâm viên tộc nhân cấp tốc hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bao phủ hướng tầng trần ầm um. hư ảnh này nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông đen kịp thiên mạc hướng tầng trần trong dây lát bao phủ tới đồng thời tản ra từng đạo tà ác khủng bố ý niệm trực tiếp muốn dũng mảnh vào tầng trần đạo này thần niệm trong vô tự hỗn loạn đây là tầng trần trong đầu hiện ra cảm giác đầu tiên tuy là hắc liên thánh sứ cùng ô tạp trên thân khí tức cũng cực u lãnh cùng quỷ dị nhưng dù sao tại minh giới sinh tồn nhiều năm như vậy cũng đã dung hợp minh giới vô số cường giả lực lượng bọn họ, thật khí tức phía trên cũng đã biến phải ôn hòa rất nhiều, như vậy mới có thể không bị minh giới thiên đạo nhằm vào. Nhưng trước mắt này thâm viên tộc nhân, khí tức hỗn loạn trình độ, so với hắc liên thánh sứ các nàng tới ít nhất phải khủng bố phía trên hơn gấp 10 lần, đó là một loại xem một chút, sẽ để cho người ta rơi vào tinh thần e r, loạn quỷ dị tồn tại. Thâm viên tộc nhân Tần trần ánh mắt lóe lên, Lúc đầu hắn đến thần niệm chuẩn bị tại chỗ chủ động tiêu tán, nhưng lúc này nhìn thấy này thâm viên tộc nhân sau, tần trần tâm trạng lúc này khẽ động. Dệt. Đối mặt với đỉnh đầu thâm viên tộc nhân, tần trần trực tiếp đấm ra một quyền, trong sát na, khủng bố quy tắc khí tức phóng lên cao, giống như hồng thủy một dạng, trực tiếp đánh vào thâm viên tộc nhân biến thành thiên mạc trong. Một tiếng vang ầm ẩm, ẩm. Hai cổ lực lượng kinh khủng vờ a chạm, nháy mắt bột phát ra từng đạo kinh thiên nổ vang như núi lở vậy khủng bố trùng kích quét sạch ra bao phủ trong phạm vi trăm vạn dặm hư không mà làm cho tần trần kinh hải là bản thân chỗ quét sạch ra lực lượng lại là không có thể cho bốn phía hư không tạo thành mảy may ba động tại trong vực sâu hư không như ẩn chứa một loại đặc thù hỗn loạn ý tại thời khắc thôn vệ các loại hữu hình vô hình vật chất đồng thời tần trần công kích đánh vào thâm nguyên tộc nhân trong cơ thể sau cũng cảm thụ được một cổ đáng sợ hỗn loạn chỉ lực tản mát ra, lại là đem hắn bên mông quy tắc chỉ lực cho nháy mắt yên diệt, giống như đá chìm đáy biển, mất công mà về. Này thâm viên tộc nhân! Hảo lực lượng quỷ dị, tại đây thâm viên trong, bọn họ năng lực sinh tồn sợ là sẽ tăng lên rất nhiều, cực khó dê, giết chết. Tần trần con ngươi co rụt lại, trong lòng thất kinh. Hắn sợ dĩ dám ra tay, là bởi vì cảm nhận đến này tập sát tới thâm viên tộc nhân trên thân khí tức cũng không tính mạnh, linh hồn cấp độ so với hắc liên thánh sứ cùng ô tạp phải yếu hơn rất nhiều, vô cùng có khả năng chỉ là trong vực sâu một cái tiểu lâu la, cho nên mới xuất thủ là muốn tự mình cảm nhận một chút này thâm viên tộc nhân tại trong vực sâu thực lực thế nào. Nhưng chân chính sau khi giao thủ, tần trần mới hiểu được tại sao vũ trụ hải cường giả thấy thâm viên sẽ như thế biến sắc. Bản thân lúc trước một quyền kia đủ để trọng thương minh giới một cái bình thường đại đế, nhưng tại này thâm viên tộc nhân trước mặt, lại là không có bất kỳ hiệu quả, đây quả thực là khủng bố. Dị Tộc Ngươi là Theo thâm viên thông đạo Hàng Lâm Dị tộc Cùng tần trần đối tiếp một chiêu, thâm viên tộc nhân hỗn loạn ý chí trong tản mát đi ra từng đạo không rõ ràng khàn giọng tiếng. Này khàn giọng tiếng trong mang theo vô tận hỗn loạn cùng vẻ tà ác, để tần trần nghe thì có chút trợn cả tóc gáy. Bắt được ngươi. Bắt được ngươi cái này. Dị tộc, đại nhân. Nhất định sẽ khen thưởng ta. Từng đạo hỗn loạn ý chí dũng động, này thâm nguyên tộc nhân hóa thành thiên mạc bột phát khủng bố, giống như lên xuống biển rộng, hóa thành kinh thiên đen kịch biển gầm, muốn đem tần trần cho triệt để bao vây, sinh tróc bắt. Hừ. Tần trần trồng mắt hơi hiếp, muốn cầm ở ta. Lôi đình chi lực ầm. Tần trần trong thân thể, trong sát na bột phát ra một đạo chói mắt lôi quang, đạo này lôi quang giống như ám lôi, điên cuồng quét sạch, trong nháy mắt tạc ở đó cuốn tới thâm viên tộc nhân trên thân. AI Giống như lệ quỷ gào thét vậy tiếng gào thét vang lên, này thâm viên tộc nhân hỗn loạn ý chí hải nháy mắt bê, ảo động lên, cuồng cuộn ý chí điên cuồng vặn vẹo, như là ác quỷ khóc thét, âm lãnh tà ác. Ngươi đây là Lực lượng gì? này thâm nguyên tộc nhân tại tầng trần lực lượng phía dưới kịch liệt thu hẹp, thống khổ gào thét cùng vặn vẹo. Thế mà tầng trần trên mặt cũng là không có vẻ đắc ý, ngược lại là con ngươi co rụt lại. Bản thân lôi đình chỉ lực tại đây thâm nguyên trong, công hiệu lại rõ ràng thụ đến áp chế. Không đúng, không phải lôi đình chỉ lực bị suy yếu, mà là ta lực lượng quá yếu ớt, bị này trong vực sâu lực lượng chế trụ, đưa tới lôi đình chỉ lực không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Tần trần con ngươi co rụt lại, nháy mắt có cảm giác ngộ. Hắn hôm nay hàng lâm này thâm uyên, dù sao chỉ là một đạo thần niệm, vốn là ẩn chứa không nhiều lắm lôi đình chỉ lực, lại thêm hắn tu vi liền đại đế cảnh giới đều chưa từng đạt đến, bản nguyên phương diện vốn là không cách nào phát huy đến cực hạn. Hai người kết hợp, khiến cho trong cơ thể hắn lôi đình chi lực cũng lớn lớn thụ đến chế ước, không cách nào phát huy ra vốn có thực lực. Rầm rầm rầm. Tần trần thẳng ngẩng đầu. Lúc này, nơi xa từng đạo khí tức kinh khủng đang từ cực rất xa địa phương lan ra tới, tốc độ nhanh, như tốc độ ánh sáng, sợ là nếu không thì mấy hơi thở thì có khả năng nháy mắt hàng lâm phương thiên địa này. Lúc này những khí tức kia còn chưa triệt để hàng lâm, tầng trần sâu trong linh hồn liền toát ra làm người ta sợ run hoảng sợ cảm giác, cả người bốc ra chi chít nổi da gà. Tuyệt đối không thể cùng với địch. Đây là linh hồn cho hắn cường liệt báo động. Ba cái nháy mắt, bằng vào ta đạo này thần niệm nắm giữ lôi đình chi lực cường độ, sợ là không cách nào đem thâm viên tộc nhân chém giết, nếu như thế. Nhìn lại nhất định phải mượn ngoại lực. Tần trần tâm niệm vừa động, nháy mắt nhìn về phía một bên ma lệ đang tiêu tán thần niệm. Đây chính là ngươi để cho ta lui. Hôm nay ta thần niệm tiêu tán, cũng đã không cách nào thay ngươi chiến đấu. Ma lệ thần niệm lúc này còn có một tia ý thức tại, thấy thế vội vàng nói. Tần Trần hiếp mắt nói, yên tâm, không cần ngươi chiến đấu, chỉ là mượn ngươi đạo này thần niệm lực dùng một lát. Dứt lời. Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem này ma lệ đạo tiêu tán thần niệm cho nắm trong tay. Ngưng. Một tiếng quát chói tai, này ma lệ đạo tiêu tán thần niệm tại Tần Trần dưới sự khống chế, lại là cấp cốc hóa thành một thanh đen kịp chiến đao, hướng về phía đỉnh đầu thâm viên tộc nhân một đao chọc lên. Vị trí kia, nghĩ thế nào, đều giống như thâm viên tộc nhân đi ngoài địa phương, nếu như thâm viên người cũng cẩn đi ngoài nói. Trời ạ. À. Ma lệ con ngươi trừng, ý chí tiêu tán trước, hắn rõ ràng cảm thụ được bản thân thần niệm hóa thành lợi nhận, dĩ nhiên đâm vào đến thâm viên tộc nhân thân thể kia bộ vị trong, tầng tầng hỗn loạn cùng vô tự lực lượng ô nhiễm tới, làm cho ma lệ trước mặt nháy mắt tối sầm. Ầm. Hắn ý chí tiêu tán, dĩ nhiên lui về thâm viên thông đạo cũng sẽ cảm nhận không đến một chút thâm viên hình ảnh ma lệ không nhìn thấy là khi hắn thần niệm biến thành lợi nhận đâm vào thâm viên tộc nhân trong cơ thể thời điểm thâm viên tộc nhân tức khắc phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng trên thân hỗn loạn thâm viên khí tức lại là cấp tốc trung rẫy tiêu tán lên lại là truyền ra ngoài một đạo cực điểm ý sợ hãi này thâm viên tộc nhân đang sợ hãi tần trần ánh mắt lóe lên tại bị ma lệ lực lượng xâm lớn sau này thâm nguyên tộc nhân vô tự hỗn loạn trong ý thức, liên tục truyền lại tới từng đạo ý sợ hãi, thân thể như cứng đờ một dạng, không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần là thật kinh ngạc, này ma lệ lực lượng hậu kính lớn như vậy, có thể đối này thâm nguyên tộc nhân tạo thành khổng lồ như vậy ảnh hưởng. Tại ma lệ lực lượng trước, này thâm nguyên tộc nhân liền như đối mặt lớn long thái địch, nằm trên mặt đất, trung lẫy bẫy, căn bản không có bất kỳ phản kháng dũng khí. Nhìn lại, này ma lệ lai lịch, so với ta tưởng tượng còn muốn có chút bất phàm. Tần trần trong lòng hơi động, tâm niệm chỉ là thời gian nháy mắt, sau một khắc, trong tay hắn ẩn chứa lôi quan dĩ nhiên triệt để bọc lại này một tên thâm viên tộc nhân. ầm uhm. Lôi quan dũng động, tại ma lệ lực lượng cùng tần trần lôi đình chi lực dưới, này thâm viên tộc nhân thân thể triệt để sụp đổ ra, cuối cùng chỉ lưu lại một đạo tối hạch tâm hỗn loạn bản nguyên, bị tần trần hấp thu, vào trong tay toàn bộ quá trình nhắc tới dài dằng dặc, thực ra chỉ là tại trong nháy mắt. Đi. Thu hồi thâm nguyên tộc nhân bản nguyên, tần trần thân hình không có hơi dừng lại một chút, trong nháy mắt biến mất trực tiếp lui trở về ẩn nấp tại hư không vô tận thâm viên trong thông đạo, bị một cổ lực thôn vệ nháy mắt bao phủ, ba một tiếng biến mất. Mà ở tầng trần biến mất nháy mắt. Quanh, quanh, âm. Từng đạo khí tức kinh cũng giống như một từng mảnh đại dương mênh mông, trong nháy mắt hàng lâm nơi đây, tạo thành khủng bố rung động. Giống như là biển gầm ý niệm cuốn tới, thông cổ triệt kim, quét ngang toàn bộ. Mấy đạo đáng sợ thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Hả? Lúc trước nơi này đạo kia khí tức quỷ dị đây? Tại sao không thấy? Cổ quái, lúc trước thật có một cổ cực kỳ lực lượng quỷ dị xuất hiện, dường như. Ngay cả ta trong cơ thể lực lượng đều cảm thấy sợ hãi, tại sao bỗng nhiên biến mất? Chẳng lẽ là ảo giác? Này mấy bóng người, mặt lộ vẻ nghĩ hoặc. Không đúng. Bỗng nhiên có bóng đen ánh mắt ngưng lại, cấp tốc tiến lên, nhìn về phía trước một mảnh hư không ngưng tiếng nói, nơi này. Có ta thâm viên tộc nhân lưu lại khí tức, có người bỏ mạng ở nơi này, là ai? Với lại, nơi đây tại sao còn có một luồng cùng ta thâm viên nhất tộc hoàn toàn khác biệt lực lượng? Những này thân ảnh ánh mắt ngưng lại, từng cái thần niệm dũng động. Bọn họ đều là mảnh này thâm viên phụ cận cao thủ, tự nhiên có thể cảm nhận đến một ít không thích hợp. Mà ở bọn họ nghị luận lúc. Bỗng nhiên. ầm ầm Nơi xa ở chân trời một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên hạ xuống, cổ khí tức này vừa xuất hiện, bốn phía thâm viên hư không lại là trực tiếp sôi trào, cực kinh người. Vực chủ đại nhân. Này khí tức kinh khủng hàng lâm, ở đây hắn thâm viên cường giả đều thần sắc hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, từng cái thu lại khí tức, thân thể rung lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi. Người đến chỉ là một đạo ảnh xạ, lại lại làm chạy tới nơi này thâm viên cường giả từng cái như thấy thần linh, thở mạnh cũng không dám xuống. Đây là một cái giống như không tồn tại ở mảnh thế giới này thân ảnh, đi tại đây trong thâm viên, đang xen thực tế cùng hư huyễn trong, từng đạo khí tức kinh khủng tại quanh thân hắn xoay quanh, như thần linh một dạng tỏa ra làm người sợ hãi lực lượng một đạo thân ảnh này hàng lâm ánh mắt liền trực tiếp rơi vào cách đó không xa lúc trước thâm viên tộc nhân vẫn lạc địa địa phương chỉ thấy hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại làm như cảm thụ được cái gì ngay sau đó chợt khoát tay ầm uhm. phía trước một mảnh hư không chỗ từng đạo thời gian chi lực lại là bắt đầu nghịch lưu như là lộn ngược đồng dạng thời gian chi lực không ngừng lùi lại thời gian đảo ngược thấy tình cảnh như vậy ở đây hắn thâm nguyên tộc cường giả đều tâm trạng kinh hãi, đầu rũ xuống càng thêm lợi hại, không dám thở mạnh xuống. Thời gian Chính là mảnh thiên địa này sức mạnh đáng sợ nhất một trong, không cách nào chạm đến, không chỗ cảm ngộ, cho dù bọn họ những này thâm nguyên tộc cường giả, tại thời gian lực lượng xuống cũng cực vô lực. Nhưng vực chủ đại nhân cũng là có thể mạnh mẽ nghịch lưu thời gian, nắm giữ tuế nguyệt, như thế thực lực, dĩ nhiên ngự trị tại bình thường sinh linh trên, cơ hồ không thể ngăn cản. Đầu rũ xuống trong, toàn bộ thâm viên cường giả đều chết trợn to hai mắt, lén lút liếc về phía phía trước hư không, muốn biết nơi này lúc trước cuối cùng xảy ra cái gì, lại là có thể để cho vực chủ đại nhân tự thân chạy tới, mạnh mẽ nghịch lưu thời gian. Nghịch lưu thời gian đối với vực chủ đại nhân mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng việc, sẽ gặp phải thâm viên lực lượng phản vệ, nếu không phải là có vấn đề lớn xuất hiện, vực chủ đại nhân là tuyệt sẽ không nghịch lưu thời gian ầm um. rất nhiều quan ảnh liên tục lướt qua dần dần mọi người dường như lúc mơ hồ thấy ba đạo hư ảnh đang chậm rãi ngưng thật điều này nói rõ lúc trước xuất hiện ở nơi này tổng cộng có ba người trong một người có chút rõ ràng chính là phụ cận đây một tên thâm viên tộc nhân nhưng hai người khác lúc này dung mạo lại là vô cùng mơ hồ liên vực chủ đại nhân nghịch lưu tuế nguyệt lại cũng không cách nào bắt được đối diện hình dáng hả thân ảnh đồ sộ kia nhướng mày bản thể hắn tại vô tận trọng trọng thâm nguyên hư không phần cuối, phóng tới chỉ là một đạo hư vô ý niệm, nhưng chính là đạo ý niệm này, cũng cực đáng sợ, cho dù thâm nguyên đại đế ở chỗ này, cũng sẽ không dò xét không ra đối phương dung mạo, nhưng bây giờ, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, đại thủ trong dây lát lần thứ hai xét dò, đầu ngón tay, vô số tuế nguyệt thời gian kịch liệt lưu chuyển, thiên địa trong, một cổ khủng bố thâm nguyên chỉ lực trực tiếp trấn áp xuống. Phốc thông một tiếng, ở đây tất cả thâm viên cường giả đều tại chỗ quỳ xuống, từng cái thần sắc hoảng sợ, như bị sét đánh. Thâm viên phản vệ Nghịch lưu thời gian, đây là cùng thâm viên lực lượng đối kháng, sẽ gặp phải toàn bộ thâm viên áp chế, thế mà thân ảnh đồ sổ kia cũng là gắt gao nhìn chầm chầm phía trước, mặc cho thâm viên chỉ lực ăn mòn hắn bên thân, đều phải thấy rõ trước mặt hai đạo thân ảnh kia. Dần dần, hai người trước mắt khí tức dần dần rõ ràng. Trong một người, trên thân lực lượng thuần túy to lớn, đại khí nguy nga, mang theo khủng bố thẩm phán chỉ lực, mà đổi thành một người, lại là toàn thân đen kịt như vô cùng vô tận đêm tối, tản mắt ra làm người sợ hãi âm lãnh chỉ khí. Này hai bóng người dung mạo tại hắn nghịch lưu thời gian phía dưới càng ngày càng rõ ràng, chỉ một chút nữa là triệt để ngưng thật, bỗng nhiên. Là ai, dám dò xét ta hậu nhân? Cả người nở rộ khí tức âm lãnh bóng đen trong thân thể, Phản phất có cái gì cổ xưa lực lượng thức tỉnh một dạng, một đạo như vượt qua tiền sử tuế nguyệt, đến từ hồng hoang vạn cổ lực lượng trong nháy mắt bột phát ra. Ở đó đen kịt thân ảnh trong cơ thể, một đôi băng lãnh mênh mông đen kịt con mắt, đột nhiên mở ra, trong ngân hà lưu chuyển, phản phất có hàng tỷ thế giới đang nổ hủy diệt, phút chốc chống lại nghịch lưu tuế nguyệt Thâm Nguyên vực chủ. Ầm. Uhm. Hai đạo lực lượng rầm rầm va chạm, Thâm Nguyên vực chủ tại chỗ cả người rung một cái tiếng rắc rắc trong, hắn ảnh xạ lại là nháy mắt xuất hiện chi chít vết nứt, những này vết trạng liên tục lan ra, tấp tốc bắt đầu sụp đổ. Cổ lực lượng này, các hạ là ta trong thâm nguyên vị kia. Tại đây lực lượng đáng sợ dưới, này thâm nguyên vực chủ thân thể băng diệt, thanh âm kinh sợ. Đối phương lực lượng, lại là theo tiền sử vượt qua đến hiện nay, đi ngang qua vạn cổ tuế nguyệt, một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hắn nghịch lưu tuế nguyệt cho tại chỗ vỡ nát. Quanh một tiếng, vô tận thời gian chi lực băng diệt, bốn phía hình ảnh vỡ nát, tạo thành kia mảnh tuế nguyệt thâm nguyên, thâm nguyên vực chủ thân thể rung một cái, ảnh xạ cấp tốc mơ hồ, kịch liệt rung động, một chút sụp đổ tiêu tán. Hắn thâm nguyên cường giả kinh hải ngẩng đầu, hoảng sợ nói, vực chủ đại nhân. Tra, tra cho ta, đối phương đến cùng đến từ đâu, nhất định phải tra cho ta rõ ràng. Thâm nguyên vực chủ nổi giận gầm lên một tiếng, dứt lời, thân hình hắn cũng sẽ duy trì không được, quanh một tiếng tại chỗ nát bấy ra, hóa thành vô tận thâm nguyên chỉ lực, trong sát na sụp đổ, tiêu tán hết sạch. Vực chủ đại nhân ảnh xạ phân thân, vỡ nát. Ở đây tất cả thâm nguyên cường giả mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái gì quỷ? Đây chính là vực chủ đại nhân, ngự trị tại thâm nguyên rất nhiều cường giả trên tồn tại, hắn một đạo ảnh xạ thật có khả năng vắt ngang vạn cổ, trấn áp thương khung, nhưng bây giờ lại là cứ như vậy sụp đổ vỡ nát cho mọi người vô cùng mạnh mẽ chân động người nào lực lượng mà ngay cả vực chủ đại nhân ảnh xạ đều có thể vỡ nát ban nãy hai đạo thân ảnh kia các ngươi thấy rõ ràng sao có thâm nguyên cường giả rung giọng nói người khác ào ào lắc đầu lúc trước cổ lực lượng kia cực kỳ khủng bố bọn họ căn bản không dám nhìn thẳng lại sao có thể thấy rõ này nhưng làm sao tìm được bỗng nhiên có một tên thâm nguyên cường giả cao mày nói, ta ban nãy mơ hồ cảm nhận đến, trong có một đạo thân thể trên thân khí tức cực nóng rực, dường như, cùng ta thâm nguyên thế giới cũng không dung hợp. Mơ hồ bài xích. Không dung hợp. Bài xích. Mọi người ngẩn ra. Một bên, một gã khác thâm nguyên cường giả nghe vậy, ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, chẳng lẽ, người này cũng không phải là ta thâm nguyên người. Nói đến đây, Hắn thẳng ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, ánh mắt lóe lên đạo, nghe nói, nơi đây phụ cận có một tòa đi thông vũ trụ hải minh giới không gian thông đạo, lúc trước hai đạo thân ảnh kia, chẳng lẽ theo minh giới đến đây đi. Minh giới? Mọi người cả kinh, tiếp đó từng cái lắc đầu. Trong một người hừ lạnh nói, đồ gì thế, vũ trụ hải người, mỗi cái đều suy nhược bất kham, mấy năm nay một mực bị ta thâm viên áp chế, sợ là cố thổ đều bảo không được lại há dám xông vào ta thâm viên tới. Này nhưng không hẳn, các ngươi quên năm đó minh giới hàng lâm tên kia. Mấy năm nay, còn tại ta trong thâm viên làm sằng làm bậy đây, nếu không phải diệt đạo chủ đại nhân một mực km chế hắn, ta thâm tuyên sợ cũng là muốn bị hắn náo phá thiên. Một gã khác thâm nguyên cường giả trầm giọng nói. Minh giới tên kia. Nghe nói như thế, ở đây hắn thâm nguyên cường giả đều là biến sắc bọn hắn cũng đều nghe nói qua tên kia sự tích, thời đại viễn cổ, từng có minh giới cường giả hàng lâm hắn thâm uyên thế giới, lọc vào hắn thâm uyên nhất tộc nhất mạch cường giả vây giết, kết quả minh giới cường giả thực lực cực đáng sợ, lại là trọng trọng trong vòng vây sát tướng đi ra ngoài, đem minh giới náo long trời lỡ đất. Nếu không phải nơi này là thâm uyên thế giới, là hắn thâm uyên tộc nhân địa bàn, cùng vây công, lợi dụng thủ đoạn đặc biệt đem người này bức lui, sợ là đối phương kém chút giết xuyên hắn thâm uyên nhất mạch diệt đạo chủ địa bàn. nhưng dù cho như thế, người này một mực chưa từng bị diệt đạo chủ diệt sát. mấy năm nay, một mực mai phục tại diệt đạo chủ nhất mạch diệt linh thâm uyên phụ cận liên tục công kích làm phiền diệt đạo chủ, Huyên náo diệt linh thâm uyên nhất mạch không được an bình. nghe đồn đối phương là vì cứu người nào mới không mệt mỏi. sở dĩ nói tới người này, thâm uyên cường giả đều biến sắc. Bọn họ coi như là này trong thâm nguyên nổi bật, nhưng này cùng ngoan nhân lại căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng cùng so sánh. Bất kể như thế nào, vực chủ đại nhân ra lệnh nhất định phải hoàn thành, theo dõi minh giới thâm nguyên thông đạo, chính là diệt linh nhất mạch chứ. Lập tức tìm đến bọn họ người, thăm dò này thâm nguyên thông đạo cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có hay không minh giới có cường giả có thể xuyên thời tới, nhất định phải biết rõ. Đáng hận nếu thật là diệt linh nhất mạch trùng lên sự tình, chúng ta sợ là không tốt hướng vực chủ đại nhân đại giáo, diệt đạo chủ cũng không phải là dễ chọc, vực chủ đại nhân thể diện cũng chưa chắc sẽ cho. Ở đây thâm nguyên cường giả đều là tâm tư trầm trọng, sắc mặt khó coi. Mà ở bọn họ cấp tốc hành động thời điểm. Khoảng cách nơi đây cực rất xa vô tận thâm nguyên thế giới chỗ sâu. Một cái người mặc hắc bào, thân hình thẳng tắp, như trường thương sông thẳng trời cao thân ảnh đứng ngạo nghễ tại kia mảnh trên vực sâu, ngưng mắt nhìn phía dưới đen kịch một màu thâm viên trường hà. Rầm rầm rầm. Này đen kịt thâm viên trường hà sôi trào, cuốn lên hàng tỷ trượng bọc sóng, chiếu rọi tại đây thân ảnh trong con mắt, lại chỉ còn lại lạnh lùng và băng lãnh. Tại quanh thân hắn, từng đạo thâm viên khí tức liên tục ăn mòn tới, lại bị thân thể hắn ở ngoài một đạo vô hình minh khí cho ngăn cản ở ngoài, hai loại đặc biệt lực lượng dây dưa cùng nhau, lại là đạt đến một loại kỳ diệu cân bằng. Thâm viên chi lực Thân ảnh ấy xuề bàn tay ra, cảm giác trong bàn tay thâm viên lực lượng, mặc kệ này thâm viên lực lượng thế nào đáng sợ, quy căn kết cũng là vạn vật bản nguyên một bộ phận, cùng ta minh giới cùng vũ trụ hải đồng dạng, biểu hiện ra sáng tối bất lưỡng lập, hai bên hoàn toàn khác biệt. Thực ra chỉ là thiên địa âm dương phân chia mà thôi. Này thâm nguyên chi lực ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực, có thể thôn vệ vũ trụ hải toàn bộ lực lượng, có thể hay không, cũng chỉ là thiên địa đại đạo một loại bày ra hình thức. Thân ảnh ấy thì thào mở miệng, rõ ràng trên người hắn không có chút nào thâm viên chi lực, nhưng trong bàn tay hắn thâm viên chi lực lại đi theo hắn thôi động mà dũng động, cực thần kỳ. Hả? Đang lúc trầm tư, bỗng nhiên, thân ảnh ấy thẳng quay đầu nhìn về phía hư không vô tận phần cuối, chân mày chợt nhăn lại. Cổ quái, tại sao, ta cảm giác được có ta minh giới khí tức hàng lâm này thâm nguyên thế giới. Là diệt linh nhất mạch tại ta minh giới thâm nguyên thông đạo có cường giả hàng lâm. Thân ảnh ấy mắt lộ ra trầm tư, mang theo cảnh giác. Có thể hay không là cạm bẫy? Hắn tâm sinh cảnh triệu, từ khi Minh Nguyệt bị dẫn vào này thâm nguyên thế giới sau, hôm nay minh giới hẳn là căn bản không không cầm ra cường giả gì, sẽ là ai? Hay là chẳng qua là ta ảo giác? ánh mắt của hắn liên tục lóe lên, cuối cùng quay đầu. Trước mặt kệ nhiều như vậy, cứu ra Minh Nguyệt mới là ta duy nhất nên làm. Thân ảnh ấy ý niệm trong đầu rơi xuống, banh một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất, lặng yên không một tiếng động. Lúc này, hồn nhạc son bên trong thâm nguyên ngoài thông đạo. Ma lệ thân thể trong giây lát trung một cái, cả người bỗng dưng thức tỉnh. Cẩu nhật tần trần. Ma lệ một tỉnh táo lại, chính là không nhịn được chửi ầm lên, vẻ mặt ủ rũ, mẹ, gia hỏa này lại muốn bản thân phân thân hóa thành vũ khí, trực tiếp đâm vào thâm viên người cái bộ vị đó, sĩ nhục nhất định chính là thiên đại sĩ nhục. hồi tưởng lúc trước thâm viên tộc nhân cái bộ vị đó trong cảnh sắc, ma lệ trong dạ dày cuồn cuộn, kém chút không có tại chỗ phun ra, kháo, thật sự là quá ác tâm. tiểu ma tử, ngươi ở đây trong trải qua cái gì? làm sao chỉ có một mình ngươi thần niệm trở về. Tần trần tiểu tử đây. Mà lúc này, U Minh Đại Đế đám người thấy ma lệ tỉnh táo lại, cũng là ào ào vội vàng tiến lên thăm dò. Ta nào biết tần trần hắn làm sao? Chúng ta đi vào, liền gặp phải thâm nguyên tộc nhân, với lại kinh động thâm nguyên không ít khí tức cường giả. Khi gia hỏa để cho ta trực tiếp lui về, bản thân lại cùng thâm nguyên tộc nhân chiến đấu, ta lúc rời đi sau, hắn vẫn còn ở cùng thâm viên tộc nhân kịch chiến đây. Ma lệ nổi giận đùng đùng nói. Gặp phải thâm viên tộc nhân. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt phúc chốc tái nhọt. U Minh Đại Đế nhìn Tần Trần Huyền Phù tại đây thân xác, nôn nóng thở dài nói, ai, này Tần Trần Tiểu Tử thật sự là quá lỗ mãn, ta đã sớm bảo hắn đừng đi vào, hắn còn muốn không nghe, hiện tại tốt, nhất định là bị cuốn lấy. U Minh Đại Đế cấp xoay quanh, nếu chỉ là bị cuốn lấy còn tốt ta hiện tại lo lắng nhất là đối phương lợi dụng tần trần tiểu tử đạo kia thần niệm trực tiếp công kích đến bản thể hắn nếu thật như vậy tần trần tiểu tử không nhưng này đạo thần niệm sẽ được đánh tan liền bản thể hắn cũng sẽ thần hồn câu diệt thủy mị đại đế đám người nghe vậy ào ào biến sắc lợi dụng thần niệm công kích bản thể u minh ngươi sẽ không phải là nói chuyện giật gân chứ nói chuyện giật gân hừ các ngươi biết cái gì thâm nguyên lực lượng cực quỷ dị, nếu không tại sao toàn bộ vũ trụ hải gặp phải thâm nguyên biến sắc. Bọn họ thực lực đáng sợ, thủ đoạn sắc bén, tuyệt không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. U Minh Đại Đế nhìn về phía Hắc Liên Thánh Sứ, ánh mắt u ám nói, không tin các ngươi hỏi nàng. Hắc Liên Thánh Sứ sắc mặt khó coi gật đầu nói, đi tìm nguồn gốc công kích, cũng không phải gì đó đặc biệt thủ đoạn, ta thâm nguyên tộc một ít đỉnh cấp cường giả, thật có loại thủ đoạn này mọi người trong lòng mảnh kinh phải làm sao mới ổn đây từng cái gấp cái gì tần trần vương bác khi gia hỏa lúc nào trải qua không nắm chắc sự tình hắn sở dĩ lưu lại khẳng định có ý khác mọi người bình tĩnh chớ nóng chờ đợi khoảng khắc là có thể lúc này ma lệ không nhịn được mở miệng những gia hỏa này từng cái trách trách ồn ào làm sao không có chút nào ổn trọng đây Tần trần kia cẩu nhật nếu như dễ dàng như vậy gặp phải nguy hiểm sợ là đã sớm ngã xuống còn sống tới ngày nay u minh đại đế cao mày nói tiểu ma tử ngươi đối thâm nguyên không hiểu thâm nguyên chi lực tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ầm uhm. lời còn chưa dứt liền thấy theo sao động thâm nguyên trong thông đạo một đạo khủng bố thần niệm khí tức bỗng dưng lao ra trong nháy mắt tiến vào tầng trần trong thân thể Quanh một tiếng tầng trần hai mắt mở ra trong thân thể nháy mắt bột phát ra một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng ánh mắt nở rộ không ngừng hàng quang giống như thần mang đại nhân thấy tần trần tỉnh lại thủy mị đại đế đám người không khỏi vẻ mặt kích động vội vàng mở miệng tần trần nhìn mọi người nôn nóng thêm mừng đến chảy nước mắt thần sắc, khẽ cau mày các ngươi đây là ha 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 tần trần tiểu tử bản tọa cũng biết ngươi nhất định sẽ không có việc gì ban nảy những gia hỏa này lo lắng ngươi an nguy từng cái thần hồn bất định khuyên như thế nào đều khuyên không nghe hiện tại chư vị đều yên tâm đi u minh đại đế nháy mắt đi tới tầng trần bên cạnh vừa cười vừa nói một bộ định liệu trước bí hiểm bộ dáng mọi người mẹ gặp qua vô liêm sĩ sẽ không gặp qua vô liêm sĩ như vậy tự liền ngục long đại đế cũng không nhịn được mắt nhìn u minh đại đế nếu không phải hắn đối u minh đại đế thần hồn khí tức cực quen thuộc thậm chí đều phải hoài nghi người trước mắt này đến cùng là đúng hay không U Minh Đại Đế. Đúng, người lúc trước ở bên trong lưu lại lâu như vậy, là... U Minh Đại Đế co nhẹ ánh mắt mọi người, không nhịn được hỏi. Tần Trần không trả lời, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía trước thâm viên thông đạo chợt khoát tay, một tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt, một đạo đáng sợ thâm viên khí tức theo thâm viên thông đạo bị Tần Trần bỗng dưng vồ bắt ra. Nơi này là Vũ trụ hải các ngươi là vũ trụ hải người. Sắc sắc sắc, này thâm viên khí tức liên tục nhúc nhích, nở rộ từng đạo làm người sợ hãi âm lãnh sát ý, trong hư không liên tục vặn vẹo trùng kích, chỗ đi qua, hư không liên tục yên diệt, cực kinh người. Thâm viên tộc nhân. Mọi người ngẩn người. Tần Trần gia hỏa này, mới vừa đi vào Thâm viên Thông Đạo khoảng khắc, lại là trực tiếp trảo cái Thâm viên tộc nhân trở về. Chuyện này, U Minh đại đế há to mồm quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Cái này cũng được. Ầm. Tại đây Thâm viên tộc nhân triệt để xuất hiện minh giới sau, mọi người trên đỉnh đầu, minh giới thiên đạo làm như cảm ứng được cái gì, một cổ đáng sợ bài xích quy tắc đại đạo chi lực mơ hồ sinh ra, sẽ trấn áp xuống. Thâm viên chi lực, tại vũ trụ hải chính là ngoại tộc, một khi xuất hiện, nhất định sẽ lọt vào thiên đạo trấn áp. Tần Trần ánh mắt lóe lên, hướng về phía hắc liên thánh sứ còn có ma lệ trầm giọng nói, hai người các ngươi, mau mau đem trên người bọn họ này cổ thâm viên chi lực trấn áp, đừng để cho minh giới thiên đạo cảm nhận đến. Vâng. hắc liên thánh sứ vội vàng cung kính nói. Ma lệ lại là sắc mặt khó coi, mẹ, làm sao lại là ta? Trong lòng đau khổ, ma lệ động tác trên tay cũng là liên tục, vội vàng bày thủ quyết, từng đạo vô hình minh giới cùng thâm viên khí tức tràn ra đi, nháy mắt bao phủ lại thâm viên tộc nhân. Vù vù. Rất nhanh, này thâm viên tộc nhân trên thân thâm viên khí tức lại là bị một chút áp chế lại, mà minh giói thiên đạo đối với hắn cảm nhận, cũng là kịch liệt yêu bót, nguyên bản liên tục dũng động minh giới thiên đạo, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi bình tĩnh. Hắc liên thánh sứ tại đây minh giới nhiều năm như vậy, dung hợp thái âm minh nữ, sớm đã quen thuộc minh giới thiên đạo chỉ lực, lấy cùng ma lệ kết hợp, che đậy con này một cái thâm viên tộc nhân, tự nhiên cũng không phải việc khó. Trong khoảnh khắc, minh giới thiên đạo khí tức tản bác, mà thâm viên tộc nhân thì bị giam cầm tại đây thâm viên tế đàn trên. Rẫm rẫm rẫm. Này thâm viên tộc nhân đỡ trái hở phải, liên tục đánh thẳng vào tế đàn, kinh sợ nhìn ma lệ cùng hắc liên thánh sứ, ý chí có chút hỗn loạn quát ẩm lên, hai người các ngươi. Có ta thâm nguyên nhất mạch khí tức, dám. Phản bội thâm nguyên tội đáng cơ hết vạn lần. Muôn lần chết. Hắn kịch liệt giải dụa, căn bản tránh thoát không ra thâm uyên tế đàn trói buộc, chỉ là bất lực gào thét. Tần trần tiểu tử, người bắt này thâm uyên tộc nhân ra làm gì? U Minh Đại Đế Cao Mày nói. Hừ, người này lúc trước đoán được chúng ta tính toán, tự nhiên không thể để cho hắn tiếp tục sống ở trong thâm uyên. Tần Trần lạnh lùng nói. U Minh Đại Đế sửng sốt, kế hoạch chúng ta không sai chẳng lẽ ngươi quên sao tần trần lạnh lùng nhìn về phía u minh đại đế ngũ nhạc minh đế đại nhân biểu hiện ra cùng thâm viên nhất tộc trong kia nhất mạch hợp tác thực ra chỉ là lợi dụng kia nhất mạch mà thôi hắn chân chính mục đích là vì nhất thống minh giới đồng thời cùng trong thâm viên hát viên nhất mạch liên thủ đem kia nhất mạch một lưới bắt hết mà thôi hát có thể để lộ một chút tin tức u minh đại đế nghe sửng sốt một chút vẻ mặt ngẩn ra cái gì ngũ nhạc minh đế đại nhân cái gì hát viên nhất mạch? Còn có cái gì kia nhất mạch? Đều là cái gì theo cái gì? Ta người hoàn toàn nghe không hiểu chứ. Tần trần lời này ra, một bên ma lệ cũng là ánh mắt lóe lên, tức khắc cười rộ lên, đại nhân nói không sai, lúc trước người này mặc dù chưa từng thấy đến hát liên, nhưng thấy chúng ta có thế tự do ra vào thâm viên, một khi hoài nghi ta cùng thâm viên hắn nhất mạch có liên hệ, nhất định sẽ đối ngũ nhạc minh đế tính toán xuất hiện thay đổi chỉ có thể bắt hồi minh giới, hắc liên ngươi cứ nói đi. ma lệ nhìn về phía một bên thái âm minh nữ. ầm, uhm. thái âm minh nữ trong cơ thể hắc liên thánh sứ khí tức dâng lên, lộ ra thiên địa trong. nàng nhìn chầm chầm bị thâm uyên tế đàn vây khốn thâm uyên tộc nhân cười gằn nói, hai vị đại nhân nói cực phải, người này là diệt linh nhất mạch viên nô, hai vị đại nhân đi vào thâm uyên, người này đã có thể trước tiên chạy tới có thể là diệt linh nhất mạch an bài tại thâm viên ngoài thông đạo giám thị ngũ nhạc minh đế đại nhân hành vi, cũng may hai vị đại nhân đem bắt hồi minh giới, bằng không ngũ nhạc minh đế đại nhân nhất định có phiền toái. Hắc liên thánh sứ lạnh lùng nói. Ngươi là Hắc viên nhất mạch người. Với lại trên thân khí tức không ngờ cùng minh giới dung hợp. Ngươi hàng lâm này minh giới. Sợ là tuế nguyệt không ngắn thâm nguyên tộc nhân nhìn thấy hát liên thánh sứ trên thân khí tức khí tức hung ác tức khắc nhất biến các ngươi minh giới người không những cùng ta diệt linh nhất mạch hợp tác lại vẫn cùng hát nguyên nhất mạch cũng có hợp tác rầm 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 này thâm nguyên tộc nhân khí tức bột phát táo bạo lực lượng điên cuồng dũng động thâm nguyên cũng không phải là bền chắc như thép mỗi cái thế lực tộc quần trong cũng là có đối chọi gây gắt mà hắc Quyên nhất mạch cùng diệt linh nhất mạch trong chính là có cực lớn cạnh tranh hai bên xung khắc như nước với lửa càng làm cho hắn kinh hải là hắc liên thánh sứ trên thân khí tức dung hợp minh giới khí tức hiển nhiên cũng không phải là gần nhất mới hàng lâm minh giới mà là hàng lâm minh giới tối thiểu tất cả tuế nguyệt nói cách khác năm đó minh giới người cùng nó diệt linh nhất mạch hợp tác thời điểm cũng đã cùng hắc quyên nhất mạch cũng có liên hệ tin tức này nếu như truyền lại cho diệt linh nhất mạch cao tầng tuyệt không phải là một cái lớn tình báo. Hắc liên thánh sứ ánh mắt nanh ác, đại nhân, người này quả nhiên là diệt linh nhất mạch uyên nô, dứt khoát trực tiếp giết, để thuộc hạ luyện hóa. Không vội. Tần trần khoát tay, hiếp mắt nói, diệt linh nhất mạch biểu hiện ra tối thiểu còn cùng ngũ nhạc minh đế đại nhân hợp tác, người này sống cơ hết, chỉ có ngũ nhạc minh đế đại nhân có thể định đoạt, hôm nay, vẫn là trước giam giữ ở đây cho thỏa đáng. Dứt lời, Tần trần chọc dơ tay lên, từng đạo đáng sọ cấm chế giống như thiên mạc nháy mắt hàng lâm, đưa hắn giam cẩm tại thâm uyên tế đàn trên, áp chế gắt gao ở. Chúng ta đi. Làm xong đây hết thảy, tần trần vung tay lên, mang theo ma lệ cùng u minh đại đế đám người trong nháy mắt phóng lên cao, rời khỏi này thâm uyên tế đàn chỗ, nháy mắt biến mất. Ngũ nhạc minh đế. Minh giới người. Quả nhiên ti tiện, đáng hận. Đáng hận âm um. này thâm nguyên tộc nhân kịch liệt gầm thét sát ý tận trời video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.